Kính thưa quý vị và các bạn, chè Thái Nguyên là một đặc sản rất nổi tiếng và rất đỗi quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Trong vùng chè Thái Nguyên rộng lớn, Tân Cương được xem là trung tâm của các sản phẩm trà ngon bởi đây là nơi hội tụ của rất nhiều thương hiệu trà có tiếng từ lâu đời. Đây cũng chính là lý do để vùng Tân Cương Thái Nguyên được mệnh danh là đệ nhất danh trà. Nước ta có nhiều loại trà ngon, nhưng đứng đầu tứ đại danh trà và được dùng phổ biến nhất chính là trà Thái Nguyên. Là một người thưởng trà, có lẽ ai cũng đã từng thưởng thức qua hương vị trà Thái Nguyên. Nhưng chưa chắc quý vị đã thưởng thức qua hương vị đặc biệt của búp trà Tân Cương, vùng trà được coi là ngon nhất của Thái Nguyên. Nhằm thể hiện đúng phẩm chất của đặc sản chè ngon Tân Cương và hướng đến mục tiêu phục vụ nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế. Tân Cương Xanh là thương hiệu trà Việt Nam thượng hạng, đã và đang sản xuất và phân phối các sản phẩm chè ngon Tân Cương, đơn vị góp phần đưa thương hiệu Thái Nguyên ra toàn quốc và thế giới. Công ty đã 10 năm nay phát triển thành một chuỗi 30 cửa hàng hàng đầu vào 3 miền Bắc Trung Nam, có hàng nghìn đại lý khắp cả 3 miền. Mục tiêu của công ty, ước vọng công ty là muốn trà Thái Nguyên nói riêng và trà Việt Nam nói chung xuất khẩu sang toàn thế giới. Mà công ty muốn làm thêm nhiều sản phẩm an toàn đến tất cả tay người tiêu dùng trong cả nước. Sản phẩm của Tân Cương Xanh được chia làm 3 loại chính, bao gồm trà Tân Cương Thái Nguyên, trà ô long và các sản phẩm trà túi lọc như trà nhài, sen, hoa cúc, trà đen để phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt trong đó các sản phẩm mang đặc trưng riêng biệt của trà Tân Cương như trà Tân Cương thượng hạng TC1, trà Tân Cương Long Đình, trà Tân Cương Tước Thiệt, trà Tân Cương Tiến Vua, trà Tân Cương Tứ Quý và trà Đinh Tân Cương Tiến Quan. Với hương cốm dịu dàng, màu nước xanh trong, sánh, có vị chát dịu, hậu ngọt, lắng sâu trong vị giác của người thưởng thức, tạo nên nét đặc trưng tiên chát hậu ngọt của thứ thức uống vừa tao nhã lại vừa sang trọng, đượm nồng hương thơm thuần khiết mà thanh nhã của người Việt và trở thành một tinh thần đặc trưng của văn hóa trà Việt. Tân Cương Xanh mang đến người tiêu dùng những sản phẩm trà an toàn, có lợi cho sức khỏe. Nói đến cái chè của Tân Cương Xanh thì phải nói cái chè này tôi uống tôi thấy rất là ngon, nó ngọt, nó xanh trong mà nó pha được nhiều nước. Các bạn già chúng tôi ấy, thì các ông cũng hay tụ tập ở đây, các ông cũng ai cũng khen. Trà Tân Cương Xanh thì ngoài cái màu sắc rất là bắt mắt mà chúng tôi còn cảm nhận được cái vị chát, vị ngọt của trà Tân Cương Xanh nó khác với các loại trà khác. Cho nên là hôm nay tôi đến cửa hàng đây để tham khảo, để tìm mua một cái sản phẩm về để biếu người thân và mình dùng hàng ngày. Chắc hẳn khi nhắc tới trà ngon, chúng ta ai ai cũng sẽ nghĩ ngay tới mảnh đất Thái Nguyên, một địa danh có các thương hiệu trà ngon nhất nhì Việt Nam. Có thể nói trà Thái Nguyên đã đi sâu vào văn hóa thưởng thức của người Việt, bởi trong hầu hết các gia đình, trong mỗi dịp quây quần đều có sự góp mặt của chén trà ngon Thái Nguyên. Chúc quý vị có thể chọn lựa được sản phẩm trà ngon phù hợp với sở thích của mình.